Ấy, anh, bình tĩnh đã. Có chuyện gì từ từ kể để tránh làm ảnh hưởng đến Long Thể. Chú đã thấy cái con game nào mà nạp vài tỏi như anh mà thua mấy thằng L2P chưa? Vô lý, làm gì có ạ, thế thì ai chơi? Đấy, thế mà cái KVK2, KVK3 của cái trò gì mà chỗi chỗi dậy ấy, nó lại như thế đấy. Nạp bao nhiêu tiền vẫn không lại mấy thằng L2P chơi lâu, điên hết cả con người. Và đấy, chắc là nghe tiếng lẻng xẻng cũng như là nguồn sống từ xa vọng lại, Lilith mới đây đã update về hệ thống di cư mới dành cho lần lượt 3 kỳ KVK 2, 3, 4. Đương nhiên, như tiêu đề, chúng ta sẽ thảo luận một chút về meta sắp tới ở KVK 2 anh em nhé. Mình là Bình Tĩnh, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Trước khi phân tích về những thay đổi ở KVK 2 mới, chúng ta sẽ cùng xem KVK 2 ở thời điểm hiện tại là như thế nào. Nói không ngoa thì đây thực sự là một nồi lẩu thập cẩm với những món topping lẫn lộn đủ kiểu. Có hai vấn đề chính với hệ thống nhập cư trước đó. Đầu tiên là KVK 2 không giới hạn về thể loại người nhập cư, miễn là người mà chơi Riot Kingdom qua KVK 2 một lần trước đó là được. Giới hạn duy nhất oái oăm thay đó chính là việc ai nhanh thì lấy được. Tức là hễ cứ có nhu cầu bay, thấy mở mũ thì cứ nhanh tay là được, chậm thì nhịn anh em ạ. Điều này dẫn đến việc Vương quốc không thể tự chủ được trong việc quản lý thành viên của mình. Thậm chí có vài thành phần già dơ, bao to, tướng nhiều mà chủ trương phá Kingdom thì đúng là kiểu ối dồi ôi luôn. Vấn đề thứ hai như ở phần đầu tiên, đó là sự chênh lệch đến một cách gọi là bực tức luôn về vấn đề sức mạnh. Những bot phát triển từ giai đoạn đầu KVK1, dù bạn có đổ vào bao nhiêu tiền chăng nữa, 100-200 triệu, thậm chí cả tiền tỷ, thì tướng tá, trang bị, vũ trang minh văn nhiều khi vẫn thua một anh chàng F2P mà bị game chơi 3-4 năm chẳng hạn. Full dàn tướng KVK2 trang bị đầy đủ, súng ống tùm lum mang về KVK2 bắn bùm bùm chiếu chiếu khắp nơi. Nghe có bực không anh em? Bực chứ. Rõ ràng là nạp nhiều, rất nhiều nhưng lại không bằng một ông chơi lâu. Điều đó dẫn đến sự mất cân bằng game một cách kinh khủng. Nhiều lúc mà vui vui kéo nguyên dàn bot bay về nó lại lật kinh cũng tên chứ chẳng đùa. Bản thân mình cũng đã nghe tâm sự của rất nhiều bot về vấn đề này. Đây thực sự là một trở ngại rất lớn, khiến nhiều bot chán chẳng muốn nói, nghỉ game bán ạc, mua ạc khác chơi cho đỡ tốn kém. Và mua ở đâu thì anh em biết rồi đấy, đây chứ đâu. Bên mình có đủ các loại tài khoản Riot Kingdom siêu uy tín cho anh em lựa chọn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình theo thông tin dưới phần mô tả nhé. Quay lại với vấn đề chính, với rất nhiều thay đổi như vậy, combo thêm quả tướng trừng phạt đã được xuất hiện ở ngay KVK3 nữa, đẩy vòng đời của các tài khoản trở nên ngắn đi trông thấy. Một là bạn phải trị thủ rất tốt, hai là bạn phải nạp rất nhiều tiền để mong bù đắp lại phần nào sự chênh lệch đó. Và nói thế thôi chứ thực ra nạp bao nhiêu cũng như muối bỏ biển thôi anh em ạ. Lên KVK2 thì vũ trang minh văn hên xui, KVK3 thì có cả 50 vị chỉ huy mới nhìn đã thấy ngộp rồi. Đó là về phần tài khoản. Về những trận chiến ở KVK2, một kỳ KVK cực kỳ khốc liệt thì cũng diễn ra theo một chiều hướng sôi thịt khác. Nhiều vương quốc có số lượng tài khoản T5 lớn sẽ thực sự là một ông kẹ trên trường. Những người chơi cũ bay về với nhiều lính tráng, tài nguyên, tướng tá vân vân và mây mây. Chơi nguyên dàn 5 đạo quân mà mình đã từng nhắc trong video này là đều hoàn toàn có thể. 5 đạo này mà ra đồng thì đúng kiểu như là 1 cân 10, 5 cân 100 cũng chẳng đùa. Những cuộc buôn chiến đúng kiểu là lấy thịt đè người, vai u thì bắp như ông này hay ông này thì đúng là cân cả thế giới luôn. Đây là thư hệ thống của nhà phát hành đã gửi cho anh em mình. Nhập cư khắp mùa đến KVK 2 cần có tuổi nhân vật không quá tuổi của vương quốc là 120 ngày. Có một số mốc thời gian mà anh em mình cần làm rõ ở đây nha. Mùa 2 là khoảng thời gian bao gồm từ lúc kết thúc KVK 1 đến lúc kết thúc KVK 2. Giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng đâu đó là 80 ngày, bao gồm là 20 ngày ngoại mùa và 60 ngày pre-KVK cũng như ở trong KVK. Tuổi của nhân vật thì anh em có thể xem ngày chiêu mộ nữ cung thủ nha. Ngày tuyển dụng là ngày nào thì tuổi của tài khoản sẽ được tính từ ngày đấy. 120 ngày sẽ là khoảng thời gian tương đương với khoảng một mùa KVK 3 cộng thêm ở đâu đó giai đoạn ngoại mùa của KVK 4. Như vậy thì một tài khoản Riot Kingdom chỉ có duy nhất 2 lần trải nghiệm KVK 2. Và lần thứ hai mà muốn ôn lại kỷ niệm xưa thì phải bay vào mốc thời gian loanh quanh ở KVK 4. Còn nếu mà không thì anh em chỉ được chơi KVK 2 một lần thôi. À đấy là người ta nói văn vẻ kỷ niệm này nọ thế, còn thực ra thì đa số anh em quay về tích lực là chính. Ta sẽ tính toán một chút xem 120 ngày thì bạn có thể khác biệt như thế nào nhé. Với E2P hoặc là những người có khả năng chi tiêu thấp, tuổi nhân vật của bạn sẽ áng chừng đâu đó khoảng cỡ dưới 350 ngày. Nếu thuộc dạng siêu chăm chỉ, yêu game hơn yêu bạn gái và kiếm được một liên minh lắm bốt thì may ra bạn có thể bắt đầu mở khóa T5. Còn không thì đa phần anh em sẽ vẫn là T4 thôi. Thêm nữa là 120 ngày tức là khoảng 4 tháng. Khả năng là bạn sẽ có đủ tượng để thêm một chỉ huy cam nữa. Theo anh em thì như vậy mạnh không? Theo mình thì chắc chắn là mạnh, nhưng mà chỉ mạnh hơn bạn trước đó thôi, chứ không thể so với các bot đổ tiền vào game được. Sức mạnh của bạn ở thời điểm này thì cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn thôi. Với những người chơi tiêu dùng tầm cao thì với 120 ngày, thêm một ngày là thêm một tầng sức mạnh mới. Quãng thời gian 120 ngày này cực kỳ đáng giá với những người chơi này nếu muốn quay lại KVK 2 nhằm xây dựng một thế lực của mình cũng như là đồng đội. Quãng thời gian này sẽ giúp những người chơi này mắc thêm đâu đó là 1 đến 2 vị chỉ huy nữa.
và như vậy sẽ có thêm một đạo quân rất chất lượng ra đồng rồi. Đây là những nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng để tạo dựng thế lực và là lá cờ đầu trong những trận chiến open field. Còn với những cá mập cá voi, những người chơi gần như là chắc chắn đổ tiền vào để xây dựng một vương quốc riêng cho mình thì 120 ngày với họ là không có quá nhiều tác dụng, đơn giản là họ đâu có di cư đi đâu đâu. Cho nên là với những người chơi này thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì đâu đó hết KVK2 là họ cũng gần như tối đa các đạo quân mạnh nhất của mình rồi, dù việc này nghe có vẻ hơi khó khăn đấy. Vậy nghe sơ qua thì cơ chế này đã tạo nên sự cân bằng game một cách hợp lý hơn rất rất nhiều đúng không? Vừa bảo vệ được người chơi tiêu dùng tầm thấp, vừa tạo nên uy quyền thật sự cho các siêu bot. Anh em F2P không bị tình trạng hành gà từ các dân chơi già đời bay về, từ đó sẽ tránh được việc chán game, bỏ game. Các bot thì vẫn có đủ sức mạnh lớn, vẫn được xưng hùng, xưng bá, mở rally, đồn trú các kiểu, chứ không phải khép nép nhờ các F2P như ngày xưa. Qua đó thì các bot vẫn sẽ có niềm đam mê và vẫn tiếp tục nạp và chơi game tiếp. Ngoài ra thì lượng sức mạnh chênh lệch giữa người bay về và các bot sẽ không thể bị xóa nhòa bởi yếu tố thời gian. Và dĩ nhiên, bot vui thì nhiều tiền, mà nhiều tiền thì Lilith lại vui. Vui thế mà không hiểu sao bây giờ mới có cần tần này. Đáng ra Lilith phải update điều này từ 3 năm trước rồi anh em ạ. Và chính điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến meta KVK2 mà mình sẽ trình bày ở phần tiếp theo. KVK2 ở thời điểm hiện tại sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi khoảng cách chênh lệch sức mạnh không quá nhiều. Dĩ nhiên ở mảng đồn trú và rally thì những cái tên sừng sỏ vẫn là sừng sỏ, Alex ở rally và Võ Tắc Thiên ở đồn trú, những ông kẹ này vẫn sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn. Khi số lượng người chơi ở thời điểm hiện tại không quá mạnh như ngày xưa, tình trạng sầu am các thứ cũng ít hơn đáng kể, vì đâu còn ai mạnh nữa đâu mà sầu am. Cho nên là những cặp đôi rally mạnh mẽ nhất thì vẫn thế, Alex CM, Alex Jisunggi ở rally, Võ Tắc Thiên Constantine, Võ Tắc Thiên Jisunggi hay là Jisunggi Tomiris ở vai trò đồn trú. Có một điểm đáng chú ý nữa là meta rally bằng cung thủ sẽ gần như biến mất vì sắp tới là KVK2 toàn người chơi mới, mà người chơi mới chỉ được cái lắm kỵ lắm bộ thôi chứ cung được vài mống, qua đó thì không thể duy trì rally được. Về mảng open field thì sao? Video này của chúng mình vẫn có đầy đủ giá trị, tức là đây vẫn sẽ là những cặp đôi mạnh nhất ở mảng này, đầy đủ sức mạnh, sát thương, nói chung là không thiếu gì cả. Điểm yếu duy nhất của chúng nó sẽ là rất khó để bắt gặp một người chơi nào đó có thể sở hữu đầy đủ những chiến tướng như thế này. May chăng là các siêu cá mập nạp khoảng 1 đến 2 tỷ vào game rồi di cư ngược lại một lần nữa thì may ra đủ. Cho nên là ở video này mình sẽ chỉ ra những đạo quân mạnh nhất mà mình nghĩ là nên ưu tiên nâng cấp cho những người chơi tiêu dùng tầm cao, tức là với những người sở hữu cho mình khoảng cỡ 6 chỉ huy cam ở giai đoạn này, trừ Minamoto không cần cày cuốc anh em nhé, và Athea Free nữa, dĩ nhiên là bao gồm cả những chỉ huy ở KVK1, KVK2 luôn. Đầu tiên mạnh nhất ở giai đoạn này chắc chắn là Alex rồi, đi kèm với ông ta sẽ là Richard đi chính. Lý do thì đương nhiên đó sẽ là sự châu bổ của Richard sẽ làm Alex thoải mái bung xả năng lượng. Richard hồi máu nên nhiều lính, mà lính nhiều thì khiên dày, sát thương cao. Hơn nữa chẳng ai dạy gì mà đi sầu qua một Richard làm gì cả. Đặc biệt là ở thời điểm này nhiều anh em F2P lắm, mà F2P đâm đầu vào Richard thì khác gì châu chấu đá voi đâu. Cặp đôi thứ hai đó là Charles Martel và Tôn Tử. Lý do mình lựa chọn CM ở đây chứ không phải là Pyhurt, bởi vì như mình đã nói, vị thế của những đạo quân T5 ngày càng mạnh mẽ hơn trên chiến trường và là bờ vai vững chắc cho anh em T4 dựa vào. CM với sự cứng cáp thường kiên, khả năng phản kích cao sẽ là một đội quân tiên phong cực kỳ tuyệt vời. Còn Tôn Tử thì khỏi phải nói rồi, chỉ huy sử thi mạnh nhất của Riot Kingdom, và chúng ta vẫn đổi với nhau đó là chỉ huy bán điện thoại mà. Cặp thứ ba sẽ là Saladin Athea. Saladin với nhánh tài năng hỗ trợ, kỹ năng số 3 đầy cứng cáp sẽ bổ trợ cho khả năng debuff của Athea. Athea thì đương nhiên là siêu mạnh ở thời điểm này rồi, debuff 5 mục tiêu cho những con gà đứng cạnh thì thôi, địch còn cái nịt. Ngoài ra thì cặp đôi này sẽ vô cùng kinh tế khi Athea thì free, còn Saladin thì anh em để dừng ở mốc 5551 là quá ổn rồi. Cặp đôi thứ tư đó là Minamoto và Baiba. Cặp đôi này sẽ là một cặp đôi thiên hạt về sát thương. Sát thương mạnh mẽ từ khả năng dồn sát thương ở kỹ năng số 1 của Mina, sát thương diện rộng từ Baiba và khả năng hồi nộ nhanh từ nhánh tài năng kỹ năng nữa. Đây là một bộ đôi thuộc dạng bắt lẻ kẻ địch. Và cuối cùng đó là Jisunggi Tomiris. Cặp đôi này thì nhiều sát thương khỏi phải nghĩ luôn, lại còn có thể làm chỉ huy đồn trú, nhồi mít chúc thoải mái anh em nha. Mỗi tội là trên field là hay bị dí lắm. Đó là những cặp đôi mạnh nhất mà mình đề xuất cho những người chơi ở mức tiêu dùng cao. Dĩ nhiên nếu không đủ nguồn lực để nâng cấp vào những vị chỉ huy cao cấp kể trên thì hãy dùng thêm những chỉ huy tí mạnh mẽ, ví dụ như là Pericles hay là Imhotep cũng là một sự lựa chọn không hề tồi. Một ông là phiên bản yếu hơn đôi chút của Charles Martel, một ông thì debuff mạnh nhất nhì trong hai kỳ KVK đầu. Đặc biệt cả hai đều sở hữu nhánh tài năng hỗ trợ, hồi nộ nhanh và khá cứng cáp trong buôn chiến. Lúc này layout của anh em có thể đổi thành Richard, Alex, Pericles, Tôn Tử, Saladin, Athea, Mina, Baiba và cuối cùng là Imhotep, Jisunggi. Với layout này thì bạn chỉ cần tối đa 3 vị chỉ huy huyền thoại và một chỉ huy nâng lên 5551 là ok. Vậy là cực kỳ hợp lý rồi đúng không? Còn với anh em F2P thì mình chỉ khuyên anh em rằng nếu anh em muốn đầu tư vào một chỉ huy huyền thoại, hãy nhắm vào Alex. Chỉ huy này vô địch ở KVK2,
KVK3 đến những KVK chinh phạt về sau vẫn cực kỳ khỏe mạnh luôn. Thế nha. Và trên đây là toàn bộ meta KVK2 mới ở thời điểm hiện tại sau khi Lilith cập nhật thêm quy định nhập cư. Bạn thấy sao về quy định này? Liệu nó có hợp lý hay không? Hãy cho chúng mình biết quan điểm của các bạn ở dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ chúng mình ra nhiều video hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.